Xin chào quý vị và các bạn, đây là chương trình Cuộc sống 24 giờ của kênh truyền hình VTC14. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin chính đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Trong chuyên mục tin sáng, cảnh báo về nguy cơ của tín dụng đen với thủ tục hết sức đơn giản, tuy nhiên với mức lãi suất cắt cổ, người vay luôn đứng trước nguy cơ mất trắng nhà cửa bất cứ lúc nào. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm có quy định cấm nhà liền kề chỉ sử dụng 3 màu cơ bản, không sơn màu đỏ, đen để đảm bảo mỹ quan thành phố đẹp. Và trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng, sau vụ hơn 700 du khách bị công ty Travelline bỏ rơi tại Thái Lan, các chuyên gia lữ hành khuyến cáo người dân cần cẩn trọng với những tour giá rẻ, đặc biệt là với tour quy mô lớn lên tới vài trăm người. Trong chuyên mục Cuộc sống bốn phương, cựu nhân viên CIA Edward Snowden vừa lần đầu xuất hiện sau 3 tuần mắc kẹt tại một sân bay ở Moscow với tuyên bố rằng anh muốn tị nạn tạm thời ở Nga. Một khách sạn đặc biệt tại Latvia sẽ cho khách nghỉ đứng nếm trải cảm giác của một tù nhân thực sự, bao gồm cả việc bị mắng chửi bởi các cai ngục hay bị trừng phạt dọn vệ sinh. Quý vị và các bạn, những ngày qua thì dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có rất nhiều ý kiến phản đối quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc cộng điểm thi đại học cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, vì cho rằng hầu hết những đối tượng này đều khá cao tuổi và ít người có đủ trình độ cũng như sức khỏe tham dự kỳ thi đại học cao đẳng năm nay. Đây dường như tiếp tục là một quy định trên trời của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên thì vào ngày hôm qua, Phó Cục trưởng Cục Người có Công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết quy định này không phải là thiếu thực tế. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục ngày hôm qua để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trả lời báo chí ngày hôm qua, ông Tạ Văn Thiều, Phó Cục trưởng Cục Người có Công thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, với các quy định trong nghị định và pháp lệnh ưu đãi với người có công hiện tại, thì mẹ Việt Nam anh hùng có thể ở độ tuổi khoảng 30. Như vậy ở độ tuổi này thì mẹ Việt Nam anh hùng vẫn có đủ sự minh mẫn, sức khỏe để tham dự các kỳ thi đại học cao đẳng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc quy định cộng điểm cho đối tượng này của Bộ Giáo dục và Đào tạo không phải là thiếu thực tế. Theo lý giải của ông Thiều, danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng được trao tặng trong các trường hợp bao gồm bà mẹ có 2 con trở lên là liệt sĩ, chỉ có 2 con mà một con là liệt sĩ và một con là thương binh, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Chỉ có một con mà người con đó là liệt sĩ, hoặc có một con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Trong khi đó, theo pháp lệnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 vừa ban hành, thì liệt sĩ là những người trực tiếp chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu làm nghĩa vụ quốc tế, đấu tranh chống tội phạm, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm, phục vụ quốc phòng, an ninh, dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước và nhân dân. Như vậy, trường hợp bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng ở tuổi 30 là hoàn toàn xảy ra. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, chưa có một bà mẹ nào được phong danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng ở độ tuổi này và cũng chưa có trường hợp nào đăng ký dự thi đại học cao đẳng. Trước đó, lý giải về quy định gây tranh cãi này, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đối tượng là bà mẹ Việt Nam anh hùng hiện nay đã được mở rộng không chỉ là quan niệm như trước đây. Bà mẹ Việt Nam anh hùng không chỉ còn là những đối tượng có công cho kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ. Và thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là phần điểm các thông tin đáng chú ý ở trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay. Ở trên trang nhất và trang tư báo Hà Nội Mới, phóng viên Tuấn Lương có bài viết phản ánh về khó khăn trong cấp sổ đỏ tại 22 tỉnh thành phố trọng điểm với nhan đề thiếu cả kinh phí và nhân lực. Năm 2013, tổng số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ cần cấp tại 22 tỉnh thành phố trọng điểm vào khoảng 3,7 triệu. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, các địa phương mới cấp được khoảng 18%. Tỷ lệ này là quá thấp, trong đó tồn đọng nhiều nhất là các địa phương như Hà Nội, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng. Và qua rà soát thì phần lớn trường hợp tồn đọng có nguồn gốc sử dụng phức tạp, vi phạm pháp luật đất đai dưới nhiều hình thức, phổ biến nhất là giao đất trái với thẩm quyền, chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng nhà trái phép, lấn chiếm nên các địa phương chưa thể giải quyết. Và cũng theo Tổng cục Quản lý Đất đai, ngoài nguồn gốc sử dụng đất phức tạp thì việc tồn đọng nhiều còn có nguyên nhân từ thiếu kinh phí và thiếu cả cán bộ. Điều kiện trụ sở làm việc, kho lưu trữ hồ sơ, địa chính và máy móc thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính của các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, các cấp hầu như là không được đầu tư tăng cường. Trên trang báo điện tử Thanh niên Online số ra sáng nay có một bài viết đáng chú ý với nhan đề lo ngại đơn thư khiếu nại chạy lòng vòng.
Chi tiết bài viết cho biết hôm qua ngày 12 tháng 7 thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến dự thảo nghị quyết và tiếp nhận xử lý giám sát đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân về biểu quyết thông qua pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương cho rằng, lâu nay ở các địa phương đều có cơ quan tiếp nhận nên số lượng người dân tố cáo khiếu nại lên Quốc hội không nhiều, nhưng một số trường hợp bức xúc vì người dân cảm thấy không được xử lý thỏa đáng. Bà Nương cũng cho rằng, dự thảo nghị quyết về tiếp nhận xử lý giám sát đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân không chỉ để đưa ra các quy định về những quy trình, địa chỉ tiếp nhận đơn thư, mà quan trọng hơn là khi đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tiếp dân, tiếp nhận đơn thư, sau là phải lắng nghe ý kiến của người dân xem là họ cần gì và muốn gì. Nếu giúp được ngay thì giải thích để người dân yên tâm ra về, còn không phải hướng dẫn họ đến cơ quan nào, nơi nào để phản ánh. Và cũng theo như bài viết thì dự thảo nghị quyết gồm 7 chương, 40 điều, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải giải quyết kịp thời và theo đúng quy định của pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, báo cáo kết quả tới các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong vòng 7 ngày từ khi có văn bản giải quyết. Có bao che vi phạm xây dựng, một câu hỏi nóng được đặt ra trên trang 3 của báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay. Lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Trần Trọng Tuấn đã đón nhận 25 vấn đề bức xúc về xây dựng không phép, sai phép, ùn ứ bất động sản. Và tâm điểm nóng bỏng là tình trạng xây dựng không phép tại huyện Bình Chánh, nơi trước đây ông từng đảm trách vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Trong lúc ông Tuấn nêu ra nhiều khâu của quy trình xử lý các vi phạm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cắt lời: quy trình này người dân chắc đã biết và đại biểu cũng biết, nhưng người ta hỏi là tại sao tình trạng xây dựng trái phép vẫn xảy ra, trong khi lực lượng mình thì vẫn có. Có chỗ sai phạm xảy ra thì phạt, thậm chí là sai phạm rất nhỏ cũng phát hiện, nhưng có những sai phạm lớn thì không phạt, người ta hỏi là hỏi chỗ này thôi. Bà Tâm nói một số cử tri đã phản ánh với bà, mỗi địa bàn phụ trách quản lý có phân công người hẳn hoi, như một cái nhà to đùng như vậy xây lên trái phép mà mình không biết, trong khi ngược lại, có một số nhà chỉ mới đổ xe cát là thanh tra xây dựng đã biết liền. Vì sao vậy? Cử tri đặt vấn đề có bao che không là ở chỗ này, đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng thành phố trả lời vấn đề này cho rõ ràng, còn nếu chưa nắm được thì cũng phải nói cho rõ. Đại biểu Phạm Thị Thanh Hiền cho rằng là có một bất hợp lý gây bức xúc trong dân là lực lượng thanh tra xây dựng vẫn để xảy ra tình trạng vi phạm xây dựng đối với những công trình lớn. Tuy nhiên với các công trình nhỏ của dân đã có phép thì chỉ cần thay đổi một vài chi tiết nhỏ trong kết cấu, ví dụ như là xây hàng rào, chỉ cần gắn bông gió không đúng như bản vẽ thì lực lượng thanh tra xây dựng vẫn đến lập biên bản và xử lý rất nghiêm. Tác giả Trà Phương trên trang 11 của tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh số ra sáng nay có một bài viết về vấn đề kinh tế đáng chú ý với nhan đề Ngân hàng Thế giới lạm phát có thể lên đến 8,2%. Vào hậu kỳ của khủng hoảng kinh tế thế giới, Việt Nam lại bị các nước trong cùng khu vực Đông Nam Á bỏ xa, nhất là về tăng trưởng GDP. Theo Ngân hàng Thế giới thì Việt Nam đang ở trong giai đoạn tăng trưởng chậm dài nhất kể từ sau thời kỳ đổi mới là thập niên 1980 và sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hơn 5% trong ít nhất 2 năm tới. Và cũng theo như Ngân hàng Thế giới cho rằng lạm phát của Việt Nam năm 2013 có thể lên đến 8,2% rồi lùi lại là 7,9% vào năm 2014. Trong khi đó, mục tiêu của chính phủ là kiềm chế lạm phát dưới mức 7%. Và cũng theo như Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Phát triển Châu Á đều đánh giá mức 7,5%. Một số chuyên gia thì nói lạm phát sẽ khoảng 6,5-7% cùng với sự tiềm ẩn rủi ro khá cao. Và để giải quyết tình hình trên thì Ngân hàng Thế giới cho biết ba vấn đề lớn mà nền kinh tế Việt Nam đang vướng phải là thâm hụt ngân sách, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và cải cách doanh nghiệp nhà nước. Riêng trong lĩnh vực cải cách doanh nghiệp nhà nước, từ khi chính phủ đề ra chủ trương đến nay đã được 2 năm nhưng tiến độ thực hiện còn rất nhiều hạn chế. Nếu như vài năm trước các doanh nghiệp và các chủ cửa hàng phải chạy đua với nhau để có thể thuê được mặt bằng kinh doanh tại các trung tâm thương mại lớn, thì nay nhiều người lại tìm cách sang mặt bằng hoặc trả sạp ra ngoài tìm chỗ có giá thuê thấp hơn nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bỏ chạy khỏi trung tâm thương mại, nhan đề một bài viết đáng chú ý ở trên trang nhất và trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay. Đầu tháng 7 năm 2013, khảo sát một vòng tại tòa nhà Lotte ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, nhóm phóng viên thấy gần chục gian hàng đang bỏ trống. Và một nhân viên bảo vệ tại đây cho hay,
Trước còn buôn bán được, giờ ít người lên đây ăn nên họ dẹp tiệm vì không kham nổi chi phí. Tại trung tâm mua sắm Saigon Square, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở quận 1, phóng viên thấy khá nhiều chủ sạp treo biển là sang lại mặt bằng. Bà Trang, chủ một sạp bán thời trang cho hay, khách chủ yếu là vào tránh nắng và xem hàng, số người mua ít hẳn trong 2 năm nay khiến nhiều chủ sạp lao đao. Sau nhiều năm buôn bán ở đây, việc sang lại sạp cũng sót lắm nhưng không sang thì quá mệt mỏi vì chuyện lỗ lãi. Còn đại diện điều hành một trung tâm thương mại tại khu Tân Bình ở thành phố Hồ Chí Minh thì thừa nhận, từ năm 2012 đến nay đã 3 lần hạ giá cho thuê để kéo khách, nguyên nhân chủ yếu do buôn bán ế ẩm nên nhiều khách đã phải trả lại mặt bằng. Trên trang 5 của tờ Tiền Phong số ra sáng nay, nhóm tác giả Ngọc Mai và Phạm Tuyên có một bài viết rất đáng chú ý dành cho những người có thu nhập thấp với nhan đề Vỡ mộng nhà giá rẻ. Chi tiết bài viết cho biết, theo quy định để được vay ngân hàng với lãi suất là 6% trên một năm từ gói 30.000 tỷ đồng thì những khách hàng phải mua nhà với diện tích dưới 70m², giá bán dưới 15 triệu đồng một mét vuông. Nhưng trong thực tế, tìm được những dự án đáp ứng được cả hai điều kiện này là việc khó như lên trời. Thông tin về dự án chung cư VP5 ở Linh Đàm là Hoàng Mai, Hà Nội công bố giá bán khoảng 15 triệu đồng trên 1 mét vuông với diện tích là dưới 70 mét vuông, khiến không ít người có thu nhập vừa và phải vui mừng vì đây là hai điều kiện quan trọng để có thể vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi. Nhưng khi tìm hiểu thực tế thì những người dân này mới biết là các căn hộ đã bán hết veo qua các sàn giao dịch cho các nhà đầu tư thứ phát. Ngay sau đó thì những cò vòng ngoài đã sàn giao dịch ở Mường Thanh hết giá chênh lệch là từ 125 đến 200 triệu đồng một mét vuông với một căn hộ. Một cò cho biết bản thân các nhà mua từ chủ đầu tư cũng chịu giá chênh lệch là 50 triệu đồng trên một căn nên giá bán chênh ra bên ngoài để kiếm chút lời. Và nếu với mức giá chênh như vậy thì giá căn hộ tại khu VP5 ở Linh Đàm bị đội lên thành 17 đến 18 triệu đồng trên một mét vuông. Và cũng theo như tiến sĩ Vũ Đình Ánh cho rằng gói 30.000 tỷ đồng của nhà nước bản chất là hỗ trợ người mua nhà, các chủ đầu tư chỉ được ăn theo là 30% trong số gói này, nhưng dường như các doanh nghiệp đang được ưu đãi hơn cả người dân về chính sách cũng như lượng tiền vay. Lại đề nghị tăng giá xăng dầu, thông tin mới nhất về giá xăng được đăng tải trên trang 4 báo Nông Thôn ngày nay. Sau lần tăng giá gần đây nhất ngày 28 tháng 6, hiện các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối lại kêu lỗ và xin Liên Bộ Tài chính Công Thương cho phép tăng giá bán. Cuối tháng 6 thì một số doanh nghiệp xăng dầu đầu mối lại phát tin là vẫn đang lỗ 200 đồng một lít xăng, dù đang được bù lỗ tới 300 đồng từ quỹ bình ổn giá. Và như vậy thì rất có thể giá xăng dầu sẽ lại phải tăng thêm một lần nữa trong một thời gian ngắn và nhiều khả năng giá xăng dầu sẽ lại được điều chỉnh, tăng từ 350 cho đến 400 đồng một lít xăng. Theo phân tích của chuyên gia kinh tế, Phó sư tiến sĩ Ngô Chí Long thì việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu thêm một lần nữa là khó có thể tránh khỏi bởi 70% xăng dầu trong nước phụ thuộc thế giới. Trong khi đó thì số dư của quỹ bình ổn giá xăng dầu còn quá ít. Nếu giá thế giới tiếp tục tăng thì việc tăng giá trong nước là khó tránh. Tuy nhiên ông Long cũng cảnh báo mặt hàng xăng dầu vẫn còn đang độc quyền và nếu doanh nghiệp cứ xin tăng giá là cho tăng khi mới chỉ có biến động nhẹ sẽ khiến người tiêu dùng phải chịu thiệt. Trên trang 1 và trang 10 của tờ Nông Thôn ngày nay đã đăng tải một bài viết là cuộc trao đổi giữa tác giả Hữu Thông của tờ Nông Thôn ngày nay với tiến sĩ Nguyễn Chí Ngọc, nguyên cục trưởng cục trồng trọt với một bài viết nhan đề đừng ép nông dân. Chi tiết bài viết thì cho hay, tiến sĩ Ngọc cho biết đồng bằng sông Hồng có đặc chất là phải đất chật người đông, diện tích bình quân đầu người rất thấp là khoảng 360 m², rất là manh mún, sản xuất lúa hàng hóa cũng có nhưng không nhiều và nếu so sánh với đồng bằng sông Cửu Long thì bài toán đặt ra là với những đặc điểm trên làm thế nào để nâng cao thu nhập cho người nông dân. Bài viết cũng cho hay sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng kể cả những năm được mùa thì giá tính thu nhập dành cho những nông dân không thể bằng lao động trong lĩnh vực khác. Sâu xa là phải nói đến bản chất của sản xuất nông nghiệp là thu nhập thấp, bấp bênh vì giá nông sản trên thị trường hiện nay không có sự nâng đỡ của nhà nước. Theo như ông Ngọc thì còn một thực tế nữa là mấy năm gần đây chúng ta phấn đấu trồng 50.000 hecta cây vụ đông nhưng càng ngày thì càng giảm vì hiệu quả rất thấp. Bên cạnh đó thì ông cũng cho hay để giải quyết bài toán thu nhập thấp của những nông dân miền Bắc như thế nào, ông cho rằng cần phải thay đổi tư duy từ nhận thức đến việc làm. Ngày vụ xuân ăn chắc nhất đối với người nông dân, nhưng những năm hạn chuyển sang cây trồng, màu ngắn để sử dụng nước ít đi mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, nhưng chuyển đổi cũng rất khiêm tốn. Và để tự túc thì nhưng để sản xuất hàng hóa luôn phải đặt vấn đề là làm cái gì, bán ở đâu, có hiệu quả hay không. Và điều này lại có mối quan hệ cũng như là gắn bó với ngành chăn nuôi. Nhưng thực tế hiện nay thì ngành chăn nuôi còn khó khăn nhiều hơn so với ngành trồng trọt.
đã có những thông tin đầu tiên về điểm thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2013. Ngày hôm nay ở trên trang 10 báo Tiền Phong, phóng viên Hồ Thu đưa tin đã có điểm toán 9,75 và điểm văn 8,75. Những điểm số đầu tiên tại một số trường đại học đang chấm điểm ngay sau kỳ thi tuyển sinh vừa kết thúc đã hé mở một số điểm xuất sắc. Và điểm văn năm nay thì không cao hơn so với năm trước. Theo cô Bùi Quế Anh, Hội đồng chấm Đại học Thăng Long thì đã có một điểm văn được 8,75. Và bài văn đạt 8,75 điểm, thí sinh đã làm tốt cả phần nghị luận văn học và phần nghị luận xã hội. Thí sinh viết vào phần liên hệ, chờ đợi quyết định của người khác khiến ta lạc lối, dần dần đi theo con đường của người khác, không còn cuộc sống của chính mình. Nếu không có quyết định của riêng ta, thì ta sẽ đi theo ai và làm gì khi không còn khả năng định hướng, sẽ mất đi ước mơ và hoài bão của bản thân mình. Còn ông Nguyễn Quang Kim, hiệu trưởng trường Đại học Thủy Lợi thì cho hay là đã có một bài thí sinh đạt điểm 9,25, nhưng do cách giải độc đáo nên hội đồng chấm thi đang xem xét để nâng điểm lên 9,75. Ông Lê Hữu Lập, chủ tịch hội đồng tuyển sinh Học viện Bưu chính Viễn thông thì cho hay đến giờ này mới có một bài thi của trường đạt điểm toán 9,5 điểm, chưa có điểm 10, và năm ngoái thì cả nước cũng chỉ có 1 đến 2 điểm 10 môn toán khối A. Tiếp theo chuyên mục điểm báo sẽ là một bài viết về vấn đề văn hóa đáng chú ý của tác giả Cát Khuê trên trang 15 của tờ Tuổi Trẻ với nhan đề Ngang nhiên lục phim trên mạng. Bài trang web vừa bị thanh của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xử lý theo tố cáo của Hiệp hội Điện ảnh Mỹ MPA đã tạm thời gỡ phim Mỹ ra khỏi website của họ hoặc chuyển link qua các trang khác. Đóng vai một người muốn đăng quảng cáo thì phóng viên từ Tuổi Trẻ đã thử liên lạc lần lượt tới hai số điện thoại của hai trong số ba website vừa bị xử phạt là phim47.com và v1vn.com. Khi được hỏi tại sao không thể xem Mỹ ở trang phim47.com nữa thì người nhận điện thoại ở website này đã chỉ dẫn phóng viên chuyển sang phim.ly để coi. Và khi vào trang phim.ly thì thật bất ngờ là bộ phim Kỵ sĩ cô độc, phim vừa ra mắt thế giới vào ngày 3 tháng 7 và ngày 12 tháng 7 mới chính thức ra rạp ở Việt Nam, thì trên trang web này đã ngang nhiên chiếu với hai định dạng HD miễn phí hoặc có thu phí. Và cũng với câu hỏi tại sao không còn xem được phim Mỹ, khi nhóm phóng viên liên lạc với số điện thoại ở trang web vn1.vn, thì người nhận điện thoại trả lời họ không còn chiếu phim Mỹ từ vài tuần nay. Có lẽ đây là việc họ buộc phải làm sau khi thanh tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý theo yêu cầu. Và có lẽ đây cũng là động thái đầu tiên của MPA, dường như đang là phản ứng trước nạn chiếu phim và vi phạm bản quyền công khai trên các website của Việt Nam. Tiếp theo chương trình sẽ là những tin sáng trong nước cập nhật khác. Sáng qua tại Quảng Bình, Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông đã khai mạc lớp tập huấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam cho các cơ quan báo chí tuyên truyền trên toàn quốc. Tại buổi tập huấn, lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông, các chuyên gia, các nhà báo lão thành đã chia sẻ những kinh nghiệm, bài học về vai trò của công tác được tuyên truyền trong lĩnh vực biển đảo, những câu chuyện thực tiễn về ý thức trách nhiệm công dân, sự nhạy cảm chính trị cũng như chủ quyền lãnh thổ là những bài học quý giá cho những người làm công tác tuyên truyền. Buổi tập huấn là cơ hội cọ sát, hoàn thiện kỹ năng tác nghiệp cho những phóng viên, biên tập viên, chuyên viên tuyên truyền về lĩnh vực biển và hải đảo. Bộ Xây dựng vừa có thông báo gửi tới các cơ quan báo chí nói rõ hơn về việc triển khai gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng. Theo đó, thì Bộ Xây dựng đề xuất 30 dự án và nhiều doanh nghiệp được vay vốn từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, nhưng không thấy có số thống kê số người thu nhập thấp đã được tiếp cận từ gói hỗ trợ này. Theo thông báo mới nhất, Bộ Xây dựng đã đề xuất danh mục 30 dự án xây dựng nhà xã hội và nhà thương mại chuyển sang nhà xã hội. Trong số đó có 15 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã đăng ký vay vốn đầu tư trước khi chính phủ ban hành nghị quyết 02, 12 dự án đăng ký vay vốn sau khi ban hành nghị quyết 02 và 3 dự án chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội. Trong danh sách các dự án được Bộ Xây dựng đề xuất vay vốn đợt đầu, chỉ có 4 dự án của doanh nghiệp nhà nước, còn lại là các dự án của các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần không có vốn nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn của nhà nước nhưng nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối. Tuy nhiên, trong văn bản của Bộ Xây dựng không thể nhắc đến trường hợp khó khăn của người dân khi vay mua nhà từ gói 30.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng nói tương đối cụ thể về các trường hợp doanh nghiệp được vay vốn từ gói 30.000 tỷ đồng, nhưng lại không thể thống kê số người thu nhập thấp đã được tiếp cận gói hỗ trợ này. Hai ngân hàng lớn là Vietcombank và Agribank bất ngờ giảm mạnh lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng xuống mức 5% một năm. Trong khi đó, thì mặt bằng chung của thị trường vẫn duy trì ở mức huy động 6,5% đến 7% một năm.
Mức lãi suất này thấp hơn nhiều so với mức trần lãi suất huy động hiện tại là 7% áp dụng chung trên thị trường với tiền gửi từ 1 tháng đến 6 tháng. Cũng theo biểu giá niêm yết của Vietcombank, lãi suất tại các kỳ hạn từ 2 đến 9 tháng vẫn dao động từ 6,5 đến 7% một năm. Trong khi đó, lãi suất không kỳ hạn vẫn ở mức tối đa 1,2% một năm. Theo đánh giá của giới chuyên gia, cùng với quyết định hạ trần lãi suất ngắn hạn, kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng về mức 7% một năm và bỏ trần lãi suất có kỳ hạn 6 tháng trở lên từ ngân hàng nhà nước, hoạt động huy động vốn của các ngân hàng vẫn diễn ra bình thường. Đặc biệt, với những tín hiệu cắt giảm lãi suất đang diễn ra trên thị trường, việc bỏ trần lãi suất huy động có thể thực hiện được trong thời gian tới. Với việc mạnh tay cắt giảm lãi suất huy động của hai ngân hàng lớn là Vietcombank và Agribank, rất có thể thị trường sẽ diễn ra xu hướng giảm mạnh lãi suất đầu vào thời gian tới. Hiện trên một số tuyến phố ở Hà Nội thì đã xuất hiện rất nhiều những lời mời chào vay vốn khá hấp dẫn như không cần thế chấp, không cần chứng minh thu nhập. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay thì đối với nhiều người, đây dường như là một nguồn vay không dễ gì mà có được. Tuy nhiên thì các chuyên gia khuyến cáo người dân nên cẩn trọng với chiếc bẫy tín dụng này. Tờ rơi dán trên trạm kỹ thuật, trên cây, trên tường. Thời gian gần đây, người dân ở thành phố Hà Nội có thể bắt gặp những thông tin vay tiền hấp dẫn ở bất kỳ đâu. Trong khi các ngân hàng đang rất cẩn trọng với đầu ra của vốn tín dụng để tránh nợ xấu, thì những thông tin như thế này lại cho thấy việc vay vốn là rất dễ dàng. Liên quan chuyện tiền nong thì nó là một cái vấn đề nó cần một sự chắc chắn ấy. Nếu mà kiểu để dán ngoài đường này thì chắc là cái sự chắc chắn nó cũng ít thôi. Nếu mà người ta muốn vay tiền thì có lẽ là người ta sẽ qua các cái cơ sở tín dụng, thường là kiểu các ngân hàng, các thứ cho nó chắc chắn. Bây giờ có rất là nhiều cái hệ thống ngân hàng, nếu mà mình mà muốn vay thì có thể ra ngân hàng để tư vấn và nó có cái đảm bảo hơn cho mình. Là mình đọc những cái tờ rơi này có thể nó không chuẩn, nó không chính xác. Theo tìm hiểu của phóng viên, một số công ty tài chính cho vay với lãi suất 1,9% một tháng. Nếu có thu nhập ổn định từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng, thì lãi suất này giảm còn 1,6% một tháng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, người dân nên cẩn trọng với hình thức cho vay này. Về nguyên tắc, theo luật ngân hàng và các tổ chức tín dụng, thì chỉ ngân hàng mới được phép huy động và cho vay tín dụng theo những cái dạng truyền thống. Thế còn các công ty tài chính thì họ chỉ đầu tư, chứ không được phép huy động vốn và cho vay vốn như hoạt động của ngân hàng. Chúng tôi cho rằng là với những người vay bình thường thì nên hướng tới những cái khoản vay chính tắc ở những ngân hàng có thương hiệu, có địa chỉ cụ thể và với lãi suất vay hợp lý nằm trong cái quy trình chung của nhà nước. Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng hiện nay tại các ngân hàng có nhiều gói tín dụng cho vay tín chấp, lãi suất ưu đãi mà người dân hoàn toàn có thể tiếp cận được. Hơn nữa, trần lãi suất cho vay tại các ngân hàng chỉ là 13% một năm. Không có lý do gì phải vay với lãi suất trên 19% một năm mà lại không được đảm bảo. Để khuyến khích người dân sớm trả nợ tiền sử dụng đất, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư trên địa bàn thành phố với nhiều chính sách ưu đãi. Cụ thể, đối với các hộ nợ tiền sử dụng đất đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2007 thì quy đổi vàng thành tiền theo giá vàng tại thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2007 là 1,26 triệu đồng một chỉ, sau đó tính lãi 1% một tháng kể đến ngày chốt sổ 15 tháng 6 năm 2013. Đối với các hộ nợ tiền sử dụng đất từ 1 tháng 7 năm 2007 đến 1 tháng 3 năm 2011 thì tính theo số tiền nợ gốc cộng lãi 1% một tháng kể từ ngày nợ. Nếu trả nợ tiền đất kể từ ngày Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, các hộ dân còn được hỗ trợ với mức giảm 50% tổng số lãi suất phát sinh. Trong trường hợp trả tiền từ năm 2014 trở đi, thành phố khuyến khích trả nợ sớm với mức giảm 0,5% mỗi tháng trả trước. Tính đến hết tháng 4 năm nay, Đà Nẵng có khoảng 12.000 hộ nợ tiền đất với tổng số tiền khoảng 1.560 tỷ đồng. Để đảm bảo mỹ quan thành phố thì Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ đặt ra những quy định như nhà liền kề chỉ sử dụng 3 màu cơ bản, không sơn màu đen và đỏ, kiến trúc không sao chép kiểu cổ điển rườm rà. Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong đề án quy hoạch 930 ha khu trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai cũng đã tính đến nhiều nội dung liên quan đến vẻ đẹp kiến trúc, có quy chế quản lý, yêu cầu rất cụ thể về hình thức, màu sắc công trình. Theo đó, lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc chung cho toàn thành phố. Sau khi hoàn thành sẽ có nhiều nội dung mới như quy định các loại nhà, một căn nhà liền kề chỉ sử dụng 3 màu sắc cơ bản, không sử dụng màu quá sẫm, tương phản, không sử dụng màu sơn đen, màu đỏ. Phong cách kiến trúc cũng được định hướng
không nên sao chép những công trình kiến trúc mang tính chất cổ điển, kiểu rườm rà và vụn vặt. Về mức độ ưu tiên, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh các yếu tố chất lượng về kỹ thuật, mỹ thuật và không gian sống. Tiếp đó là yếu tố sáng tạo trong phong cách kiến trúc, tổng hòa các yếu tố hiện đại trong thiết kế, thi công và công tác quản lý xây dựng. Vì bức xúc trước việc một nhà máy xây dựng trái phép ngày đêm gây ô nhiễm môi trường, người dân làng Châu Xá, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương đã tự lập rào chắn, phá cống, giải đá ngăn đường để phản đối. Bức xúc này còn tăng cao hơn khi người dân phản ánh là thời gian gần đây còn xuất hiện một nhóm xã hội đen thường xuyên đe dọa, thậm chí là tấn công dân làng. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Vì sao người dân quê vốn dĩ hiền lành, chân chất lại có phản ứng gay gắt, bức xúc đến như vậy? Ghi nhận sau đây của nhà phóng viên kênh VTC14. Bất kể sáng, trưa, chiều tối, từ hơn một tháng nay, cứ hễ nghe tiếng kẻng báo động là cả nghìn người dân Châu Xá lại ùn kéo nhau ra chốt gác đầu làng. Thanh niên, người già, trẻ nhỏ, tất cả đều sẵn sàng tinh thần như chuẩn bị vào một trận chiến chống lại nhà máy của công ty Trường Khánh nằm ngay cạnh làng. Người dân Châu Xá cho biết, họ buộc phải phản ứng gay gắt như vậy để ngăn cản nhà máy tiếp tục sản xuất, xả khí thải ô nhiễm, đầu độc dân làng. Không khí tức thở này, ngột ngạt này, thối, hôi, tanh, nó đủ mùi. Thì chúng tôi có tắc thở, chúng tôi mới kiến nghị không ai cứu chúng tôi tự kêu cứu lấy chúng tôi. Là người đại diện cho dân làng đi khiếu nại, anh Nguyễn Văn Hanh cho biết mọi chuyện bắt đầu từ năm 2011 khi Ủy ban Nhân dân xã Duy Tân cho doanh nghiệp tư nhân Trường Khánh thuê 11.000 m2 đất làng để chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không tuân thủ hợp đồng mà cố tình xây dựng một nhà máy sản xuất Broniken trái phép gây ô nhiễm môi trường. Mọi việc chỉ vỡ lở khi người dân không chịu nổi mùi hôi thối, độc hại từ nhà máy nên khiếu nại lên chính quyền các cấp. Ủy ban huyện Kim Môn ra công văn yêu cầu là công ty dừng và giao cho cả công an huyện vào cuộc, nhưng vẫn công an huyện cũng không làm gì nổi. Thì chúng tôi bức xúc quá, buộc ngày 13 tháng 5 là chúng tôi, cái việc lẽ ra không phải việc của chúng tôi mà chúng tôi buộc phải là ra cùng với nhân dân đấu tranh để chặn đường, để vô hiệu hóa cái nhà máy này. Bên cạnh việc lập chốt gác, cử người luân phiên canh giữ 24/24, người dân còn giải đá, đắp đất, đào hào dày đặc suốt dọc tuyến đường nội đồng dẫn vào nhà máy. Ngoài ra, người dân còn chuẩn bị cả gậy gộc, gạch đá để chống trả nếu bị tấn công. Việc phải chuẩn bị rất nhiều thứ như thế này được người dân Châu Xá lý giải là do thời gian qua họ liên tiếp bị một nhóm người lạ nghi là xã hội đen đe dọa, đuổi đánh, thậm chí còn ném bom xăng, đốt lán và phá xe máy của dân trong đêm. Đỉnh điểm của những bất ổn tại đây là vào đêm ngày 26 tháng 6, khi hàng chục người lạ với sự hộ tống của xe máy xúc đã xô xát nghiêm trọng với người dân Châu Xá. Câu chuyện ở Châu Xá càng phức tạp hơn khi người dân nghi ngờ vì quan hệ cá nhân nên chính quyền xã, huyện mới bao che, dùng túng cho doanh nghiệp Trường Khánh. Nghi ngờ này càng tăng cao hơn khi người dân phát hiện ra chủ nhân của chiếc máy xúc đang bị kẹt tại hiện trường này chính là con trai của một lãnh đạo huyện Kinh Môn. Tuy nhiên, khi phóng viên VTC14 liên hệ, vị này đã từ chối tiếp xúc và cho biết mọi câu trả lời đều phải đợi kết luận của các cơ quan chức năng. Chuyện người dân lập chiến lũy như ở Châu Xá có thể là việc lần đầu mới có. Song chuyện người dân ngột ngạt, bức xúc về những nhà máy trái phép thì đâu đâu trong huyện Kinh Môn này cũng có thể bắt gặp. Không ai biết liệu rằng những tiếng kèn báo động vang lên giữa làng quê yên bình có đủ sức cảnh tỉnh những người đang phớt lờ sức khỏe, tính mạng người dân hay không. Liên quan
quan đến sự việc này, vào ngày 11 tháng 7, Công an tỉnh Hải Dương đã có báo cáo gửi Bộ Công an, trong đó có đoạn viết rằng đến ngày 4 tháng 7 năm 2013, công ty Trường Khánh đã và đang tiến hành tháo dỡ nhà xưởng. Dư luận quần chúng nhân dân đều rất đồng tình ủng hộ. Số người dân thôn Châu Xá cũng rời khỏi khu lều bạt để quay về lao động sản xuất. Tuy nhiên, ngay trong buổi chiều ngày hôm qua, trao đổi phóng viên kênh VTC14, đại diện làng Châu Xá cho biết không đồng tình với báo cáo này. Và cho biết thêm, đến thời điểm hiện nay thì việc tháo dỡ nhà máy diễn ra hết sức cầm chừng. Do đó, người dân vẫn sẽ cắt cử người canh gác 24/24. Đến khi nào lãnh đạo địa phương có cam kết rõ ràng thỏa đáng với người dân thì mới ngừng đấu tranh. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, trong 5 tháng đầu năm 2013 thì đã có thêm 4.400 trường hợp nhiễm HIV trên cả nước. Đáng lo ngại là tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm nạn mại dâm nam đang tăng mạnh, đặc biệt là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Y tế, số trường hợp nhiễm HIV còn sống trên cả nước là hơn 213.400 trường hợp. Hầu hết các tỉnh thành, quận huyện, xã phường đã phát hiện có người nhiễm HIV, trong đó nam giới nhiễm HIV chiếm hơn 66%. Đáng lo ngại là độ tuổi người nhiễm HIV ngày càng trẻ hóa, nhóm tuổi từ 20 đến 39 chiếm tới 78,6%. Theo đánh giá của Ủy ban Phòng chống AIDS, tỷ lệ lây nhiễm ở đồng tính nam cao hơn gấp 20 lần so với đối tượng mại dâm nữ và ma túy. Kết quả giám sát trọng điểm năm 2012 cho thấy tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm đồng giới nam trung bình là 2,3%. Tuy nhiên, tại hai thành phố lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì tỷ lệ nam đồng giới nhiễm HIV tăng rất cao, lần lượt là 7,3% và 6,5%. Nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam chính thức được đưa vào nhóm trọng điểm giám sát hàng năm và được triển khai tại 9 tỉnh thành trên toàn quốc. Sau 6 tháng thi công, khu du lịch Bà Nà ở thành phố Đà Nẵng đã khánh thành bảo tàng tượng sáp đầu tiên ở Việt Nam, trưng bày tượng 25 nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Bảo tàng có thể phục vụ 1.000 du khách tham quan mỗi ngày. Bảo tàng trưng bày bản sao của các chính trị gia, vận động viên, diễn viên điện ảnh nổi tiếng trên khắp thế giới như ngôi sao bóng đá Messi, David Beckham, ngôi sao điện ảnh Lý Liên Kiệt, Lý Tiểu Long. Để hoàn thành tượng sáp, các nhà điêu khắc phải thu thập thông số về nhân vật muốn mô phỏng tỉ mỉ từ khuôn mặt, màu tóc, chiều cao, màu mắt, kích thước các vòng cho đến phong cách đặc trưng. Tất cả các tượng được làm từ nguyên liệu sáp ong hoặc chất dẻo, kích thước so với nhân vật thật là 1:1. Ngoài ra, bảo tàng còn có khu vực nặn tượng cho khách tham quan. Được thiết kế theo kiến trúc Pháp cổ, nội thất của bảo tàng cũng được bố trí theo từng khu vực riêng biệt, nơi trưng bày tượng ca sĩ nổi tiếng theo phong cách hiện đại, nơi tọa lạc của nữ hoàng Anh mang tính sang trọng cổ điển. Dự kiến bảo tàng sẽ tăng lên 43 tượng sáp vào cuối năm nay. Tiếp theo chương trình cùng đến với câu chuyện buổi sáng. Sau vụ hơn 700 du khách bị công ty du lịch Travelife bỏ rơi tại Thái Lan, các chuyên gia lữ hành khuyến cáo người dân cần cẩn trọng với những tour giá rẻ, đặc biệt với những tour quy mô lớn lên tới vài trăm người. Và trong phần tin quốc tế, một nữ bộ trưởng ở Venezuela vừa kêu gọi người dân nước này hủy các tài khoản Facebook để không phải trở thành người cung cấp thông tin miễn phí cho CIA Mỹ. Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc thiết lập một chương trình trò chơi điện tử cho phép bệnh nhân đột quỵ vừa chơi vừa tập cử động tay chân, từ đó đạt hiệu quả điều trị cao hơn. Thưa quý vị, mùa hè được coi là mùa ăn nên làm ra của ngành du lịch. Trong thời buổi kinh tế còn nhiều khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, thì để kéo người dân đến với ngành công nghiệp không khói, các hãng lữ hành đã đưa ra rất nhiều những hình thức để khuyến mại và giảm giá. Vâng, thế nhưng siêu tiết kiệm thì có đi kèm với chất lượng dịch vụ được đảm bảo hay không lại là một câu chuyện khác. Bởi cấu thành những khuyến mại giảm giá mà các công ty đưa ra luôn bao gồm rất nhiều yếu tố như dịch vụ lưu trú và đi lại. Có đơn vị giảm giá ít ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, thế nhưng cũng có không ít đơn vị giảm giá đồng nghĩa với việc cắt xén chỗ này chỗ kia. Những lời quảng cáo chỉ là chiêu trò và dụ dỗ khách hàng của mình. Vâng, du lịch giá rẻ là điều thật sự vô cùng hấp dẫn, song hiện nay cũng đang tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ mất tiền mà lại không vui, khiến các du khách cần phải suy nghĩ kỹ càng trước mỗi lời chào mời từ các công ty du lịch. Dạ, tốt nhiên. Đây là không khí của buổi xin lỗi khách hàng do công ty Travelife tổ chức vào ngày 25 tháng 6. 701 hành khách đã bị đơn vị này bỏ rơi khi mới đi được nửa cuộc hành trình. Tôi về đến Việt Nam tôi chả còn đồng nào luôn, tôi thiếu tiền taxi đấy. Tôi phải xin người ta mấy ngàn tiền taxi đấy, bởi vì không đủ tiền. Mẹ tôi ôm con nhỏ khóc ở giữa sân bay Bangkok, Thái Lan. Nhóm hơn 45 người, xếp vé,
đều về, còn sót lại 15 người chúng tôi không có vé về, có thì không có gì bù đắp được. Theo đánh giá của các chuyên gia du lịch, với mức giá chỉ 6,4 triệu đồng một người, tương đương giá vé máy bay bay sang Thái Lan, khách hàng chọn tour của đơn vị này là quá mạo hiểm. Trong khi ước tính vào thời điểm đó, giá tour đi Thái Lan mỗi khách phải xấp xỉ 8 triệu đồng. Trên thị trường lại vẫn còn tồn tại những cái hãng lữ hành hoạt động không vì tâm, tức là sẵn sàng cắt bớt dịch vụ hoặc là dùng những cái chiêu trò để mà giảm giá, để đưa ra cái mức giá không tưởng. Tức là bản thân chúng tôi cũng không thể nghĩ rằng là tại sao có thể xây dựng được một cái sản phẩm đi Thái Lan tại thời điểm này mà có dưới 7 triệu. Hấp dẫn với mức giá rẻ, nhiều khách hàng quên mất là phải quan tâm đến uy tín của đơn vị cung cấp tour. Họ không biết rằng là đôi khi với một cái công ty không có giấy phép cũng có nghĩa là họ không có đủ trình độ và năng lực để chăm lo cho chính tính mạng và tài sản của mình. Thì họ lại sẵn sàng đi theo miễn là giá rẻ. Và với một cái tư duy như vậy, cho nên là không phải chỉ có một Travelline mà có rất nhiều những công ty tương tự như thế đã và đang thực hiện những cái tour đưa người Việt Nam ra nước ngoài. Thực tế, chỉ cần vào Google tìm kiếm với từ khóa tour du lịch Thái Lan, lập tức cho hàng triệu kết quả với một danh sách dài các công ty lữ hành cùng một sản phẩm tour với số ngày lưu trú như nhau mà các đơn vị đưa ra rất nhiều mức giá khác nhau. Rất khó để người dân có thể nhìn vào đó và chọn lựa được đơn vị nào là uy tín, giá nào rẻ lại đi kèm chất lượng. Ở đây cần có sự vào cuộc của các cơ quan quản lý ngành du lịch. Chúng ta đã bàn về cái việc bảo vệ quyền lợi của người nước ngoài vào Việt Nam và đang tích cực để mà chống cái chuyện là chặt chém và làm thiệt hại đến quyền lợi cũng như để tính mạng tài sản của người nước ngoài sang du lịch Việt Nam. Nhưng mà còn một cái mảng nữa cũng quan trọng không kém, đó là quyền lợi, là tính mạng, là tài sản của người Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài cũng cần phải được quan tâm đúng mức. Năm 2012, có khoảng 3,5 triệu người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Các chuyên gia dự báo lượng khách này sẽ tiếp tục tăng lên và đây là một xu thế tất yếu. Thế nhưng, ngay cả các văn bản pháp lý, từ luật du lịch cho đến các văn bản dưới luật, thì việc quan tâm, đề cập đến vấn đề đưa người Việt Nam đi du lịch nước ngoài cũng còn rất ít. Tới đây thì chúng tôi cũng đang dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, thì Tổng cục Du lịch cũng đang triển khai cái việc làm cái luật du lịch sửa đổi để mà bổ sung sửa đổi những cái bất cập và bổ sung những cái vấn đề mà thực tiễn đã nêu ra. Và đặc biệt trong cái luật du lịch sửa đổi tới, chúng tôi đang dự kiến là sẽ đưa vào một cái tăng cái lưu ý hơn đến cái quyền lợi của khách du lịch. Đợi chờ cho đến khi các văn bản pháp luật hoàn chỉnh thì có lẽ những câu chuyện như Travelline sẽ vẫn có thể diễn ra. Quảng cáo hấp dẫn giá rẻ so với thị trường từ 20 đến 30%. Hơn 701 con người ăn vật nằm chờ như hành xác nơi đất khách. Đơn vị lữ hành chỉ đền bù 2,5 triệu đồng, trong khi giá tour là 6,4 triệu. Đúng là tiền mất tật mang. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 13 tháng 7 năm 2013. Ngày hôm nay, tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, còn gọi là quốc lộ 3 mới, sẽ thông xe đoạn đi qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên, có chiều dài 31 km. Trước mắt, chỉ cho phép xe ô tô con, xe tải nhẹ, trọng tải dưới 10 tấn được lưu thông trên đường. Vận tốc tối đa 60 km/h. Dự án quốc lộ 3 mới là một trong 7 tuyến cao tốc hướng về Hà Nội và kết nối với các tỉnh khu vực đồng bằng trung du phía Bắc. Đây cũng là đoạn tuyến đường cao tốc sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản đầu tiên được hoàn thành và đưa vào khai thác tại Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông cho quốc lộ 3 cũ hiện nay đang quá tải. Dự án được ấn định thông xe toàn tuyến vào ngày 31 tháng 12 năm 2013. Ngày hôm nay, chương trình Vinh Quang Việt Nam lần thứ 10 năm 2013 sẽ diễn ra dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban thi đua khen thưởng Trung ương. Với chủ đề Vượt khó đi lên, chương trình sẽ giới thiệu và tôn vinh 15 cá nhân
và 11 tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc, không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên trong 1-2 năm gần đây để đóng góp kinh tế cho đất nước, cho an sinh xã hội. Từ lần đầu tiên tổ chức đến nay, chương trình đã tôn vinh 107 tập thể cá nhân. Rất nhiều cá nhân từng được tôn vinh đã tiếp tục có những thành tích xuất sắc trong công việc. Ngày hôm nay, chương trình âm nhạc và bước nhảy tháng 7, ngày hát đôi sẽ diễn ra tại sân khấu ca nhạc Lan Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình giới thiệu những tiết mục kết đôi đầy ngẫu hứng với sự góp mặt bởi nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng hiện nay. Các phần trình diễn được đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng, sân khấu được dàn dựng quy mô hoành tráng, kết hợp cùng âm thanh, ánh sáng hiện đại, hứa hẹn đem đến một đêm nhạc thú vị cho khán giả. Ngày hôm nay, chương trình ca múa nhạc kịch thời trang Dance Sport thiếu nhi, ngôi nhà tuổi thơ sẽ diễn ra tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được xây dựng dành riêng cho các bé, giúp các bé tham gia trò chuyện, tranh luận với các diễn viên trên sân khấu và tự rút ra được bài học bổ ích sau mỗi tình huống được xem. Chương trình sẽ góp thêm một sân chơi để các bé có những ngày hè vui tươi và ý nghĩa. Ngày hôm nay, khán giả yêu nghệ thuật truyền thống có thể thưởng thức buổi biểu diễn Bạch Vân ca trù và những người bạn. Với sự tham gia của các nghệ sĩ chơi nhạc cụ dân tộc nổi tiếng như nghệ sĩ sáo Ngọc Anh, nghệ sĩ đàn tam thập lục Thu Hà, nghệ sĩ trống Thành Nam và đặc biệt là nghệ sĩ ca trù Bạch Vân. Các nghệ sĩ sẽ thể hiện các làn điệu ca trù kinh điển cũng như các tác phẩm đương đại không lời trong một không gian ấm cúng. Đây là chương trình miễn phí với mục đích truyền bá tình yêu nghệ thuật truyền thống tới khán giả. Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Edward Snowden, người hé lộ chương trình theo dõi tuyệt mật của chính phủ Mỹ, vừa lần đầu tiên xuất hiện sau 3 tuần mắc kẹt trong một gặp gỡ đại diện của 13 nhóm nhân quyền tại một sân bay ở Moscow, với tuyên bố rằng anh muốn tị nạn tạm thời ở Nga như là một cách để có thể được tị nạn lâu dài tại một nước Mỹ Latin. Edward Snowden cũng cáo buộc các nước ở Tây Âu và Bắc Mỹ hành động bên ngoài khuôn khổ pháp luật bằng cách ngăn anh đi lại, đồng thời kêu gọi các nhà hoạt động nhân quyền can thiệp với Tổng thống Nga Vladimir Putin về trường hợp của mình. Khi được hỏi liệu có còn tiết lộ thêm thông tin bí mật gì nữa không, anh này cho biết công việc của mình đã xong và không có ý định tìm mọi cách bán bí mật của Mỹ, cũng như không hợp tác với bất cứ một chính phủ nào để đổi lấy sự an toàn cho bản thân. Cuộc gặp nói trên đã xác nhận Snowden vẫn đang ở trong khu quá cảnh của sân bay Sheremetyevo kể từ khi đặt chân đến đây hôm 23 tháng 6, đồng thời cho thấy cựu điệp viên ngày càng thiếu kiên nhẫn. Trong số 27 nước Snowden nộp đơn xin tị nạn, chỉ có Bolivia, Nicaragua và Venezuela chấp thuận. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc người đồng cấp Putin giao nộp cựu nhân viên CIA này. Ngày 12 tháng 7, hàng chục nghìn người ở Ai Cập ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi và Tổ chức Anh em Hồi giáo đã tập trung biểu tình tại quảng trường Rabian al-Andalya ở thủ đô Cairo đòi phục chức cho ông Morsi. Những người biểu tình đã hô các khẩu hiệu ủng hộ ông Morsi và buộc tội quân đội đảo chính lật đổ Tổng thống, đồng thời tuyên bố sẽ biểu tình trên đường phố cho tới khi ông Morsi được phục chức. Những người biểu tình còn dự định tổ chức một cuộc tuần hành rầm rộ trước dinh Tổng thống Helipolis. Trong khi đó, các nhóm phản đối ông Morsi cũng kêu gọi biểu tình quy mô lớn tại dinh Tổng thống và quảng trường Tahiya trong ngày thứ 6 cầu nguyện đầu tiên của tháng lễ Ramadan. Các nhà phân tích cho rằng tình hình Ai Cập sẽ còn diễn biến phức tạp và bất ổn khi các cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Morsi và Tổ chức Anh em Hồi giáo tiếp tục diễn ra trên quy mô lớn trong thời gian tới, đồng thời lo ngại tình trạng quân đội chấn áp mạnh tay người biểu tình sẽ còn gia tăng. Đã có ít nhất 6 người chết và hàng chục người bị thương, trong đó có một số bị thương nặng khi một đoàn tàu hỏa chật bánh trên đường từ Paris tới thành phố miền trung Limoges. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Vol, số người chết bị thương còn tiếp tục tăng. Trong khi đó, nhà chức trách cho biết con tàu trên chật bánh tại khu ngoại ô Bretigny-sur-Orb của thủ đô Paris. Theo nguồn tin cảnh sát, con tàu đi đến nhà ga Bretigny-sur-Orb với tốc độ cao và bị tách ra làm đôi mà không rõ lý do. Sau đó một phần tàu tiếp tục di chuyển, trong khi phần còn lại đổ nghiêng trên sân ga. Giám đốc công ty đường sắt quốc gia SNCF Guillaume Pepi đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc với các gia đình nạn nhân. Vụ tai nạn xảy ra khi nhiều người ở Pháp bắt đầu đi nghỉ hè. Các chuyến tàu đến và đi từ ga Austerlitz ở Paris cũng bị tạm thời dừng lại. Trong bối cảnh nguyên nhân của vụ rơi máy bay Boeing 777 tại San Francisco ở Mỹ vẫn chưa xác định được nguyên nhân, thì ngày hôm qua ngày 12 tháng 7, một sự cố có liên quan đến máy bay Boeing nữa lại tiếp tục xảy ra khi một chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không Ethiopian Airlines bốc cháy tại sân bay Heathrow ở thủ đô London của nước Anh.
lực lượng cứu hỏa đã ngay lập tức có mặt để dập lửa. Theo nguồn tin tại chỗ, tại thời điểm xảy ra sự cố, rất may đã không có hành khách nào có mặt trên máy bay. Các nhà điều hành sân bay Heathrow cũng đã tạm đóng cửa các đường băng để phục vụ công tác khắc phục sự cố. Đây là chiếc máy bay được hãng hàng không Ethiopian Airlines đưa vào sử dụng từ hồi tháng 11 năm ngoái. Chiếc máy bay này đã đến sân bay Heathrow chỉ vài giờ trước khi xảy ra sự cố và đã được lên kế hoạch rời sân bay này cùng ngày. Hiện chưa rõ vụ cháy này có liên quan đến sự cố ắc quy như trong các vụ cháy trước đó của loại siêu máy bay này hay không. Trước đó, nhiều hãng hàng không trên thế giới đã phải ngừng sử dụng loại máy bay Boeing 787 Dreamliner do liên quan liên tiếp xảy ra các sự cố liên quan đến ắc quy của loại máy bay này. Singapore không chỉ là nước phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á mà còn là một nền kinh tế phát triển của thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những tích cực mà tăng trưởng kinh tế đem lại, thì quốc đảo Sư Tử chỉ với hơn 5 triệu dân này cũng đang phải đối mặt với một số vấn đề rất nghiêm trọng, đó là sự mất cân bằng xã hội khi sự phân hóa giàu nghèo đang ngày càng sâu sắc. Một đêm tại câu lạc bộ Pankia ở Singapore, những hoạt động đang diễn ra đầy bình thường như tất cả những ngày khác trong năm. Có mặt tại quán bar này là những người sẵn sàng chi hàng ngàn đô la Mỹ để mua những chai rượu champagne và thưởng thức những màn nhảy múa của các cô gái chân dài. Đó là những yếu tố giúp Pangina được liệt vào danh sách các hộp đêm có lợi nhuận cao nhất thế giới. Tuy nhiên, cũng tại trung tâm tài chính hàng đầu châu Á, những cảnh tượng này lại hoàn toàn đối lập với những gì chúng ta vừa được thấy. Những ngôi nhà chung cư ở đây mọc san sát, chật chội. Nhưng một thực tế không thể phủ nhận là chính chủ nhân của những căn hộ này mới là những người đang lèo lái cả nền kinh tế Singapore. Cuộc sống tại Singapore không hề đơn giản và dễ chịu. Những người bình thường như tôi và vợ tôi đều phải đi làm mới đảm bảo một cuộc sống ở mức trung bình. Nếu vợ tôi không đi làm, có lẽ chúng tôi không thể tồn tại ở đất nước này. Trong năm 2012, Singapore có 101.000 triệu phú, tăng 10% so với năm 2011. Theo dự báo, đến năm 2020, thành phố này sẽ vượt qua London của Anh để trở thành thủ đô triệu phú của thế giới. Tuy nhiên, mức tiền lương trung bình hàng tháng của người lao động ở đây chỉ là 2.400 đô la Mỹ, trong khi họ phải hàng ngày đuổi theo mức sống vào loại đắt đỏ nhất thế giới. Một nữ bộ trưởng ở Venezuela vừa lên tiếng kêu gọi người dân nước này hủy các tài khoản Facebook để không phải trở thành người cung cấp thông tin miễn phí cho cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA khi nhắc đến chương trình do thám, thu thập dữ liệu điện thoại và Internet toàn cầu của Mỹ. Trong một bài viết trên trang mạng xã hội Twitter, bà Iris Varela, bộ trưởng quản lý các nhà tù Venezuela, đã kêu gọi người dân nước này hãy hủy tài khoản Facebook vì mọi người đang làm việc miễn phí cho CIA. Nhắc lại vụ Edward Snowden, bà Iris Varela cho rằng đã có quá nhiều người là nạn nhân của chương trình do thám của Mỹ. Bà Iris cũng cho rằng những nạn nhân của vụ việc nghe lén này cần được bồi thường một cách công bằng. Tuy nhiên, người dân Venezuela không mấy hưởng ứng lời kêu gọi của nữ bộ trưởng này. Trên đường phố thủ đô Caracas, các tín đồ mạng xã hội vẫn tiếp tục theo dõi trang cá nhân của mình trên điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Tôi nghĩ Facebook là sự riêng tư của mỗi người. Những gì bà ấy nói là không phù hợp với vị trí của một cán bộ cấp cao của chính phủ. Hãy để người dùng nói với nhau, điều đó hợp lý hơn. Tôi nghĩ quyết định nằm ở cá nhân mỗi người, phụ thuộc vào việc họ thích dùng Facebook hay không mà thôi. Tôi nghĩ bà ấy có vấn đề khi phát ngôn như thế. Cựu nhân viên CIA Edward Snowden đã làm chấn động dư luận thế giới sau khi cung cấp thông tin cho tờ The Guardian của Anh, tiết lộ Cục An ninh Quốc gia Mỹ NSA đã thu giữ một lượng lớn dữ liệu điện thoại về Internet, bao gồm dữ liệu từ Facebook trên toàn cầu, trong một chương trình của NSA có tên là BRIMS. Theo Reuters, Venezuela đã cho phép Snowden tị nạn tại nước này, nhưng cựu điệp viên vẫn chưa trả lời và có vẻ như không thể nào rời khỏi khu vực quá cảnh tại sân bay Sheremetyevo ở thủ đô Moscow của Nga, dù đã có được hộ chiếu công dân toàn cầu. Trước đó, Snowden rời khỏi Mỹ đến Hồng Kông trước khi đến Nga. Thay vì trải nghiệm những dịch vụ nghỉ dưỡng hàng đầu, thì rất nhiều du khách đã đổ xô đến Latvia để khám phá cảm giác mới lạ khi được ở trong khách sạn nhà tù. Mặc dù ở đây thì khách sẽ bị đối xử như tù nhân thực sự, song hầu hết mọi người đến đây nghỉ ngơi đều có ấn tượng tốt sau khi nghỉ. Được xây dựng như một bệnh xá vào năm 1900, nhà tù Karusta nằm tại thành phố Liepāja ở Latvia, đã từng được sử dụng bởi Đức Quốc xã và Liên Xô vào hồi đầu thế kỷ 20.
Trong Thế chiến thứ hai, Đức Quốc xã đã giam giữ những người lính Latvia đào ngũ tại nhà tù này. Hàng trăm tù nhân được cho là đã bị giết chết tại đây, phần lớn trong số họ bị bắn vào đầu. Ngày nay, nhà tù được cải tạo để trở thành một khách sạn độc đáo và hiện là một trong những điểm du lịch độc đáo nhất tại Latvia. Các du khách có thể đi du lịch và tham quan nhà tù cũ, tìm hiểu lịch sử khủng khiếp của nơi này và nếu muốn có thể đặt phòng để ở lại trong những buồng giam cũ và sẽ có được trải nghiệm. Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ làm đẹp thì ngày càng có nhiều quý cô chấp nhận chịu sự đau đớn, mất tiền để cải tạo một số bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là vòng 1. Tuy nhiên, mắc chứng nghiện bơm ngực như một người mẫu mà chúng tôi sẽ đề cập ngay sau đây thì không phải là vấn đề mà nhiều người mắc phải. Sheila Hershey, 31 tuổi, là một người mẫu đến từ bang Texas, Mỹ. Khác với phần đông những người nghiện làm đẹp bằng dao kéo khác, cô có một sở thích lập dị, đó là luôn muốn vòng một của mình to một cách lạ thường. Vào tháng 6 năm 2010, Hershey đã hút chết và buộc phải gỡ bỏ túi silicon ở hai bên ngực của mình vì bị nhiễm trùng nặng. Tưởng rằng Hershey đã từ bỏ ý định làm cho vòng một trở nên đầy đặn, thế nhưng mới đây cô lại thực hiện một ca phẫu thuật bơm vòng một của mình lên kích cỡ 38 kkk, k là đơn vị đo áo ngực của phụ nữ. Tôi sẽ chết mất nếu không được bơm ngực trở lại. Nhưng thật may mắn như có phép lạ vậy, giờ đây tôi lại có thể sở hữu bộ ngực như tôi hằng ao ước. Tính từ lúc trưởng thành đến nay, Sheila đã trải qua 30 lần bơm ngực với tổng chi phí lên đến hơn 60.000 bảng Anh. Tuy nhiên, cô vẫn chưa ưng ý vì vẫn muốn vòng một của mình to hơn nữa. Người mẫu này cho biết cô mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực, một căn bệnh đang có xu hướng tấn công giới trẻ trong xã hội hiện đại. Do đó, chỉ bằng cách nâng ngực mới giúp cô cảm thấy tự tin về ngoại hình của mình. Những chiếc áo con của Sheila cũng to dần theo thời gian. Hiện tại, cô phải mua riêng cho mình những chiếc áo ngực được gia cố chắc chắn, vì trên thị trường hầu như không bán loại nào phù hợp với Sheila. Chồng của người mẫu này cũng đã nhiều lần khuyên nhủ vợ hãy từ bỏ ý thích kỳ quái vì chúng thường gây phiền toái trong cuộc sống gia đình và nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng dường như Sheila đều bỏ ngoài tai và cô thường giấu chồng để đi bơm ngực. Chỉ không lâu nữa thì Hoàng gia Anh sẽ chào đón một thành viên mới, đó là con của Hoàng tử William và công nương Kate Middleton. Còn nhớ ngày cặp đôi Hoàng gia chuẩn bị làm đám cưới thì hàng loạt những dịch vụ ăn theo đã ra đời thu về nguồn lợi nhuận không nhỏ cho nền kinh tế. Và bây giờ thì các nhà kinh doanh lại tiếp tục tận dụng cơ hội tốt để làm ăn. Một trong số các lĩnh vực đang chịu ảnh hưởng lớn từ sự kiện này chính là lĩnh vực thời trang dành cho phụ nữ mang bầu. Với việc đứng đầu danh sách bà bầu sành điệu nhất thế giới do tạp chí Vanity Fair bình chọn cách đây không lâu, công nương Kate Middleton đã và đang thổi lên một làn gió mới vào xu hướng thời trang bầu tại xứ sở sương mù. Không giống như nhiều bà bầu khác, thường cố gắng chọn các gam màu tối, kiểu dáng rộng, thùng thình do thiếu tự tin với thân hình quá khổ khi mang bầu. Kate Middleton luôn chọn những bộ trang phục màu sắc tươi sáng, chít eo gọn gàng, đem đến vẻ ngoài nhẹ nhàng, khỏe khoắn và không hề nặng nề, cho dù em bé trong bụng lớn lên từng ngày. Tôi nghĩ phong cách thời trang hiện nay rất hợp với công nương Kate. Nó giản dị mà không kém phần trẻ trung và hiện đại. Phong cách thời trang bầu của công nương Anh đã tác động tích cực đến việc kinh doanh sản phẩm này trên thị trường.
Theo hãng tin Reuters, những trang phục bầu mang phong cách của Kate đắt hàng đến mức có thể bán hết chỉ trong vòng vài phút sau khi được đưa ra thị trường. Theo báo cáo kinh doanh của chuỗi cửa hàng Debenhams ở Anh, doanh số bán hàng của họ đã tăng 500% so với mùa hè năm ngoái. Từ khi kết hôn và trở thành vợ của hoàng tử William, Kate Middleton được xem là biểu tượng thời trang của xứ sở sương mù. Cô thường xuyên lọt vào top bình chọn những phụ nữ ăn mặc đẹp nhất thế giới. Năm nay, bên cạnh danh hiệu bà bầu sành điệu nhất, Kate Middleton còn vinh dự nằm trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Times. Trong nỗ lực giúp bệnh nhân đột quỵ, thì những người thường bị liệt một phần của cơ thể có thêm động lực luyện tập nhằm mau chóng hồi phục sức khỏe. Các bác sĩ và nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã thiết lập một chương trình trò chơi điện tử cho phép bệnh nhân đột quỵ vừa chơi vừa tập cử động tay chân, từ đó đạt hiệu quả điều trị cao hơn. Người phụ nữ này vừa trải qua một cơn đột quỵ và giờ cô gặp rất nhiều khó khăn trong việc cử động tay, chân. Để giúp cô vận động, các bác sĩ tại trung tâm trị liệu này đã cho cô thử một phương pháp tập luyện mới, đó là chơi điện tử. Trò chơi đòi hỏi bệnh nhân phải dùng tay ra hiệu để chuyển những dãy nhà sang phía bên kia của bức tường. Bệnh nhân tham gia trò chơi thường xuyên sẽ dần dần điều khiển được cánh tay và các ngón tay của mình cử động tốt hơn. Một yêu cầu khác của trò chơi buộc người chơi phải dùng cánh tay điều khiển phi thuyền, tránh các thiên thành. Mục đích là giúp các bệnh nhân luyện tập điều khiển các bó cơ và phản xạ. Các trò chơi phục hồi chức năng này vừa vui vừa dễ chơi. Tôi cũng có thể tự chơi ở nhà. Trò chơi được thiết kế dựa trên bộ phụ kiện Kinect của hãng Microsoft, cho phép nhận dạng các cử động của bệnh nhân, rồi chuyển thành hình ảnh hiển thị trên màn hình vi tính. Bệnh nhân sau khi trải qua cơn đột quỵ thường bị liệt tạm thời ở các mức độ khác nhau. Sử dụng thiết bị đồ chơi điện tử của Kinect sẽ giúp họ có hứng thú hơn trong việc luyện tập. Các trò chơi cũng được thiết kế để bệnh nhân chơi theo cảm, từ đó giúp tăng hứng thú của những giờ tập luyện phục hồi chức năng. Ngoài ra, phần mềm trò chơi còn cung cấp thông tin về độ chính xác của thao tác của bệnh nhân khi chơi để các bác sĩ tiện theo dõi. Chương trình trò chơi phục hồi chức năng này sẽ được ứng dụng rộng rãi trong vòng 2 năm tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.